kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, bạn có muốn sử dụng rác thải thông thường để tạo ra một khu vườn phi thường không? Ủ phân giúp bạn biến thức ăn thừa, cỏ xén, lá khô cùng nhiều thứ nữa thành phân bón và lớp bổi miễn phí mà giàu dưỡng chất. Từ lắp đặt và thao tác với các thùng ủ phân truyền thống cho đến tạo ra một hệ thống ủ phân trong nhà kết hợp với Dung, cuốn sách ủ phân hữu cơ for Dummies của tác giả Kathy Bromell, một chuyên gia làm vườn, chuyên gia ủ phân và chuyên gia nghiên cứu sâu bọ, sẽ đem đến cho bạn giải pháp để biến rác thải hữu cơ tưởng chừng vô dụng như rác vườn, rác thải nhà bếp thành một đống ủ dụng tơi màu đen vô cùng quý giá, có khả năng cải thiện chất lượng đất và nuôi dưỡng cây trồng. Trong cuốn sách này, bạn sẽ được tìm hiểu lợi ích của hoạt động ủ phân và những dụng cụ cần thiết để bắt đầu tiến hành công việc, chọn ra phương thức ủ phân phù hợp nhất với bạn, biết vật liệu nào có thể dùng làm phân ủ, vật liệu nào nên tránh và cách phối trộn các loại vật liệu theo đúng tỷ lệ, khám phá những phương thức ủ phân khác ngoài phương pháp truyền thống như ủ phân dung, ủ phân rải thảm, trồng cây che phủ đất. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, cái vấn đề về môi trường và lối sống xanh đang ngày càng được xã hội quan tâm rộng rãi và ủ phân hữu cơ là một hoạt động được đông đảo mọi người hưởng ứng. Tái chế rác thải hữu cơ ngay tại nơi chúng phát sinh thay vì vận chuyển chúng tới bãi chôn lấp rác thải là một phần không thể thiếu của lối sống thân thiện với môi trường. Phần ủ, thành phẩm hảo hạng của quá trình này mang lại những lợi ích trên cả tuyệt vời cho khu vườn nhà bạn. Cuốn sách ủ phân hữu cơ for Dummies dành cho những người giống như nhân vật cổ tích trứ danh Rumpel Stilkin, luôn đau đáu ước muốn biến rơm thành vàng. Bất cứ người làm vườn thông thái nào cũng đều xem phần ủ của họ là vàng đen. Cuốn sách này đem đến cho bạn giải pháp để biến rác thải hữu cơ vô dụng như rác vườn, rác thải nhà bếp và dĩ nhiên là cả rơm rạ thành một đống ủ dụng tơi màu đen vô cùng quý giá, có khả năng cải thiện chất lượng đất và nuôi dưỡng cây trồng. Nếu bạn chọn cuốn sách này chỉ vì tò mò và việc ủ phân thực sự mới mẻ đối với bạn, xin đừng e ngại. Công việc này chẳng có gì khó khăn hay huyền bí. Mọi vật hữu cơ đến cuối cùng cũng đều phân hủy. Cuốn sách này hướng dẫn bạn tất cả các bước để ủ phân hữu cơ hiệu quả mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Và dĩ nhiên, cuốn sách cũng sẽ dành cho những ai muốn tiết kiệm tiền bằng cách tự làm ra thứ phân ủ giàu dinh dưỡng để cải tạo hoặc tăng độ phì nhiêu cho đất. Những ai muốn tạo ra thật nhiều thành phẩm phân ủ chất lượng để nuôi trồng những luống hoa, luống rau, luống thảo mộc tốt nhất tại nơi bạn sinh sống. Hay bạn quan tâm đến môi trường và muốn góp phần giảm thiểu lượng rác thải hữu cơ đã bị đem ra các bãi chôn lấp. Bạn tuân theo triết lý, giảm thiểu tái sử dụng, tái chế trong nhiều phương diện của cuộc sống và muốn bổ sung thêm hoạt động ủ phân vào danh sách này. Bạn muốn có một hoạt động phù hợp với trẻ nhỏ để giúp con bạn hoặc cháu bạn hiểu được quy trình tái chế của tự nhiên, hoặc bạn không sống ở nơi mà chính quyền địa phương thu gom thức ăn thừa hoặc rác thải nhà bếp để làm phân ủ phục vụ cộng đồng. Bạn muốn vận động và hít thở không khí trong lành nhiều hơn, trong khi vẫn đang làm việc gì đó hữu ích. Với bề dày gần 300 trang, nội dung sách được chia làm 5 phần chính. Mỗi phần đề cập đến một chủ đề chung có liên quan đến ủ phân. Ở phần 1, kiến thức cơ bản về ủ phân. Nếu bạn tò mò tại sao ủ phân lại quan trọng đến thế, phần này sẽ giải thích về các vấn đề phát sinh do tình trạng đổ rác vườn và rác thải nhà bếp ra các bãi chôn lấp. Chương này đưa ra cho bạn giải pháp để giảm bớt những vấn đề trên nhờ việc ủ phân hữu cơ tại nhà. Trong phần này, tác giả cũng đề cập đến các dụng cụ cơ bản cần thiết cho việc ủ phân. Vật liệu hữu cơ hoai mục cung cấp nguồn sinh kế cho hàng tỷ sinh vật phân hủy và chúng nhận được 15 phút dinh dành trong phần này. Phần 2. Chọn lựa vị trí và phương pháp để ủ phân. Phần này hỗ trợ bạn đưa ra quyết định nên ủ phân ở đâu, trên mặt đất, trong hố hay trong thùng ủ, hoặc không chừng bạn sẽ tiến hành ủ phân trong bếp.
lựa chọn này cũng cần đến thùng ủ. Ngoài việc liệt kê tóm tắt các lựa chọn thùng ủ chế tạo sẵn, phần này còn có một chương về nhiều loại thùng ủ mà bạn có thể tự làm. Phần 3. Phân ủ tự hình thành. Lật sang phần này để tìm hiểu những vật liệu nào có thể cho vào đống ủ, những vật liệu nào cần tránh và phương thức phối trộn tất cả sao cho đúng tỷ lệ, tùy theo thời gian biểu của bạn. Bạn cũng có thể biết làm thế nào với toàn bộ thành phần phân ủ mà mình đang tạo ra. Phần 4. Mở rộng kiến thức về phân ủ. Các chương trong phần này mô tả các phương pháp khác để xử lý rác thải nhà bếp hoặc bổ sung vật chất hữu cơ cho đất. Tác giả có giải thích về phương pháp ủ phân dung, sử dụng các loại dung chuyên ăn rác. Nếu bạn muốn bổ sung thêm vật chất hữu cơ vào đất ngoài những gì mà đống ủ truyền thống của bạn có thể tạo ra, hãy xem các chương trong phần này giải thích về những khái niệm cây che phủ hoặc phân xanh, cũng như phương pháp ủ phân rải thảm hoặc tạo lớp bồi từ phân ủ. Cuối cùng, phần 5, danh sách 10 điều. Hãy xem ngay các mẹo xử lý sự cố nếu đống ủ nhà bạn không hợp tác. Bạn cũng sẽ tìm thấy các câu trả lời cho 10 câu hỏi nhanh thường gặp để có cái nhìn tổng quan về các kiến thức ủ phân cơ bản. Và nếu bạn quan tâm đến một vài thuật ngữ, một số giới thiệu vắn tắt về lưới thức ăn trong đất và mô tả sơ lược các phương pháp ủ phân nóng và lạnh, thì chương 1 sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức đó. Nếu bạn muốn hiểu quá trình phân hủy thực sự diễn ra như thế nào và tò mò về các vi sinh vật, hãy tìm đọc ngay chương 3. Nếu bạn muốn bắt đầu tiến hành ủ phân sao cho ít tốn công sức nhất, hãy xem chương 4. Ở đây tác giả trình bày về cách tạo đống ủ không cần thùng chứa. Nếu bạn tò mò về các loại thùng ủ, hãy đọc ngay chương 5 và 6. Nếu bạn đang tìm hiểu hoạt động giải trí thú vị cùng với lũ trẻ, hãy xem chương 10 về ủ phân dung. Ủ phân là một hoạt động khá đơn giản cho quá trình phân hủy vẫn tiếp diễn cho dù bạn có chú tâm đến đống vật liệu hữu cơ hay không. Nhưng nếu bạn cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn, hãy tìm đọc ngay chương 14, vì chương này có thể cung cấp một số thông tin cũng như lời khuyên cần thiết để đưa hoạt động ủ phân của bạn trở về đúng quỹ đạo hoặc giảm bớt những mối lo bạn đang chịu. Nếu không, hãy lật qua toàn bộ cuốn sách đến khi bạn thấy nội dung nào kích thích hứng thú của mình. Trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ bắt gặp một vài biểu tượng nhằm nhấn mạnh những thông tin đáng lưu ý. Cụ thể như sau, biểu tượng bóng đèn. Đây là những đề xuất rất dễ thực hiện để giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức hoặc tiền bạc. Trong đó có một số kiến thức quý báu từ kinh nghiệm của riêng cá nhân tác giả rất có thể sẽ hữu ích đối với bạn. Biểu tượng ghi nhớ là những thông tin cốt yếu về ủ phân mà bạn cần phải nắm rõ. Biểu tượng lưu ý đóng vai trò cảnh báo để phòng tránh những vấn đề có thể gây khó chịu hoặc nguy hiểm. Nó cũng giúp bạn kịp thời tránh khỏi những sai lầm cản trở bạn tạo ra ủ phân. Đôi khi sẽ rất hữu ích hoặc thú vị nếu bạn không chỉ dừng lại ở tìm hiểu thông tin về cách làm mà chịu khó đào sâu nghiên cứu lý do đằng sau mỗi quy trình cụ thể. Biểu tượng chuyên môn đánh dấu những thông tin mà bạn không nhất thiết phải biết nhưng có thể sẽ thấy nó bổ ích. Hy vọng thông qua việc tóm tắt một số ý chính trong cuốn sách có thể tạo cho bạn sự háo hức tìm hiểu sâu hơn về ủ phân và hy vọng bạn không e ngại chuyện sai hỏng. Sự phân hủy vật chất hữu cơ là một quy trình tự nhiên chắc chắn sẽ xảy ra bất luận bạn có làm gì đi chăng nữa, nhưng bạn có thể giúp quy trình đó diễn ra thuận lợi hơn. Do vậy, cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách tiếp cận trực diện nhất để ủ phân mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tác giả thiết kế cuốn sách này với mục tiêu giúp bạn hấp thu thông tin từ bất cứ chương nào mà bạn cảm thấy hứng thú. Mong rằng cuốn sách Ủ phân hữu cơ for Dummies sẽ giúp bạn trở thành một tín đồ ủ phân và thành công hơn nữa trong sự nghiệp làm vườn. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Ủ phân hữu cơ for Dummies tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 7 giờ 40 phút, 20 giờ 30 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày.
với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến và chào tạm biệt.